Xin chào các bạn và các huynh đệ gần xa. Ở clip này chúng tôi ghi lại hoạt động gieo duyên thiện nguyện tại trung tâm tâm thần thành phố Cần Thơ. Trong clip là chúng tôi chuẩn bị buổi sáng cho các bệnh nhân ở đây. Hiện tại đã có hơn 700 người. Đội ngũ của chúng tôi hiện có là 7 cô chú anh chị em. Có nước cốt dừa, con này là la gu. Đấy bằng sữa. Có cô chú đã tập hợp ở đây đêm trước để rảnh thì ngồi sắc rau củ để mà khi khoảng 3 tới 4 giờ sẽ nấu để kịp cho cái buổi sáng của trong bệnh viện là 6 giờ 30 sẽ phát ánh sáng cho tất cả các bệnh nhân. Trời ơi, mấy cô chú ở đây tuyển người hay lắm. Làm thì cực á, nhưng mà tinh thần phải vui vẻ. Tại vì mình nấu ăn vui vẻ, mình mới truyền được cái năng lượng tích cực cho người ăn. Ôi, cái nồi này hấp dẫn quá hả chị ba. Chị nấu món gì với món gì chấm vậy? La gu à, em. Dạ. Nguyên liệu gồm có hộp bọng. Dạ. Khoai môn. Khoai lang. Cái gì nữa chị? Hủ kỳ. Hủ miếng. Đỏ, quá hấp dẫn nha. Hành tây. Dạ. Hột bắp. Cải đỏ. Cải đỏ. Đó. Thấy ngon không? Quá ngon rồi. Đó, ăn với bánh mì nha. Chấm mì. Hấp dẫn. Sữa nữa hả chị? Sữa. Dạ. Nấu với sữa. Đậu phộng nữa. Đó. Ăn cho nó bổ. Cho 700 người ăn nè. Cái nồi này là 700 người ăn nghe. 7 người rồi nấu cho 700 người ăn. Wow. 700 ổ bánh mì chấm vô. Được. Ngon không? Cho ăn sáng đó. Chỉ nhìn thôi là thấy ngon rồi. Có khoai môn mà ngon. Khoai môn quá dẻo dẻo. Công sức của chú Hải, chú Hai, cô Thu, chị Ba. Đang nằm nghỉ nè, đang nằm giỏm lắc lư nghỉ. Mười hai giờ hai mươi đi nấu tới giờ luôn. Coi như làm ca đêm luôn rồi. Đó quay với chúng thôi đó. Chúng đó hả? Giờ đây cô Thu với cô Ba chuẩn bị. À, đây là chú Hai. Bánh mì nè, hơn 700 mẫu bánh mì. Chú Hai này luôn. Đó. Cảm ơn chú ơi. Mua cho chảo canh trà hả? Lấy chảo nhỏ này nè. Mỗi khi nấu món gì, chúng tôi đều dành một phần dâng lên ông bà củ quyền thật tổ. Một là tỏ lòng thành kính với ơn trên. Hai, cũng cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân ăn món ăn này được sớm ngày lành bệnh, tinh thần không còn quan trái với chung quanh. Để gần sáng khoảng 6 giờ mấy là có hai huynh đệ ở trong trung tâm tâm thần ra để phụ mà chở. Trước tiên là chở bánh mì, chở khoảng 700 ổ bánh mì. Ngồi nó thơm.
Một lần nữa, xin cảm ơn các huynh đệ gần xa đã chung tay, chung sức bồi bổ thêm dinh dưỡng cho các bệnh nhân tại Trung tâm Tâm thần thành phố Cần Thơ. Hiện tại đã có hơn 700 bệnh nhân. Chúng tôi cũng xin cảm ơn chú Út Dẹp đã tạo điều kiện cho tổ từ thiện có chỗ nấu thật là sạch sẽ và gần nơi trung tâm này. Xin chân thành cảm ơn tất cả huynh đệ.